Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi bốn trò về tháp kinh tô với bốn game lái xe. Đầu tiên là Togoran. Lần này mình sẽ chọn champion cũng đấy, nâng cấp anh. Cuối cùng mình đã thu thập được đủ 6 bộ cây xương rồng. Thêm một hòn nữa xem nào. Rồi, tiếp đến là game Tom Hero Dash. Thank you.
chạy được. Xong game tiếp theo là Tom Thắng Rút. Tự chọn một địa điểm. Là vào thế giới của những cây cướp điện. Đã đến giờ đi tour thuyền rồi. Hai cái khẩu để bác lên thôi, nhưng mà không làm được gì hết, tránh rồi à, chắc là có, để xem thế nào. Lên đây mình không biết cách né tránh nữa, chịu. Vào bản đồ xem. Còn một tí nữa là đến level 83. Rồi, tiếp đến là game mai hàng. Chưa gì đã đến ngày hôm sau lại được lên level tiếp. Là ngày nào mình cũng phải vệ sinh xin thân thể cho chú chó này. Rồi để quần đánh răng. Rồi, giờ ăn chưa?
Tôi ăn hết rồi, bạn đi mua đồ. Có quả thanh long này. Trời gì đã đi vệ sinh lần thứ hai. Vẫn chưa được. Đi ra ngoài chơi. Lấy cỏ chuối cho chút khỉ ăn. Tới giờ về nhà để xem nào. Có bốn coi sẽ chưa mở. Tớ giờ đi ngủ. Rồi tiếp đến là bốn tựa game về lái xe. Kiểu đầu tiên Crazy Road. Xem game này chơi thế nào. Ôi đồ. Này, như cảnh sát đã đuổi theo mình ấy. Trời ơi. Điều này như nó mang phong cách GTA hay sao ấy.
Rồi. Game tiếp theo Harvest.io. Để xem nào. Tiếp tục đi thu hoạch cái đống viên kẹo. Ui ui. Lần này mình sẽ đi thu hoạch vào đống bông hoa. Đền này là hoa hướng dương. Ui. Game tiếp theo Remaster. Ôi khối vuông nó đang di chuyển. Chiếc xe đâu một phát để nổ nó tan tành. Cái gì mà chiếc xe này rồi, chỗ này nhiều khối vuông. Cuối cùng thì mình đã về nhất. Trời đến level 66. Cánh cọc thời gian mình giống như hố đen. Cái đường mình đi đến đâu ấy. Đi qua cái cầu này nữa. Rồi vẫn là chỗ này. Toàn để bay chéo vào mặt. Để bay là lấy cái tia lửa nó chiếu vào mắt. Mắt rất. Game cuối cùng là Hotline. Thử chọn xe taxi. Mình nghĩ level 3 của mình sẽ thắng chiếc xe màu xanh đó.
quanh qua cái đường chỗ này. Ấy không phải đường này. Lần này chọn chiếc xe màu tím A, chiếc xe màu trắng này. Sao chiếc xe màu vàng nhanh nhỉ? Đi không đi theo kịp này. Ôi giời ơi. Bình thường vẫn còn này. Ở đâu đấy? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.